bạn xuất sắc đây nè, tặng ở khnía chụp chụp mùi nương kinh bát channel xong chụp rán sẽ đây bị video để tôn chụp mùi nương cần lưu clay clay này cả đào chụp này đắng nâng cao cảm giác hay ngày nick nhầm lược do chụp nội mũi để tôn chụp mùi nương video feature nâng mì chia video ở vậy hay vì mình là cái nào bài nát lấy chụp tạm nàn tặng ở khnía bạn chụp tặng nương channel hay chụp tặng nương channel bạc nhóm hay chụp tới khơi video mới để p để lúc này chôn đập liếm khơi video mới của bọn đã đập nạ ca nên khi bật xâm lý tới p để đập nạ ca video nắng hai việc bằng hàng ai chấm nói tặng ở này cứ miền này thả nẹt để thăm mấy mình toàn mang subscribe tên năng channel bao nhiêu miền này thả kê mình đại score chắc khi nâng mơ video feature này này dây rốn thả video feature nó cứ chia video bằng hai p advertise này channel bảo dưỡng thà bị channel bảo dưỡng chia channel là vậy đó là thà bây giờ cho vậy khá đó là nè tu sơn à chẳng nhưng đang bằng hai tiền biểu phơ này video channel này hay là lớn khi nhóm cầm bóng tại chập đám phơ video channel sẽ mập đặt nông channel bảo nhóm đang ai và ông quân tràn lấy cho tam đàn đang học nè đã bấy phơ từ nông video channel dương thử edit bị nát cầm đất được nông channel bảo dưỡng thà channel bảo dưỡng đang cầm bóng tại phơ lơ rừng ấy là chúng ở đây được nhóm phơ cứ nhóm phơ được ai lơ tam website này hay website bọc nhóm này miễn Microsoft Office này miễn Excel Microsoft Word Microsoft PowerPoint miễn cam vị thi cần lực nó còn cà rốt bạch nô nó còn YouTube rồi biết phơ video hay mối tiếp đã thông cho mọi năng entertainment and cooking time chúng nhóm thơ schedule năng thật mẹp ca sai đã thông cho mọi năng channel bọc nhóm bà lấy đầm bấy chốt nhằm cho tôi không Photoshop chấn Photoshop nhằm đi dạng tệ tôn cho mùi nâng rụp hiếp nâng cần lưu để nhằm chọn thơ hay tệ tôn cho mùi nâng cao vị thí à vậy để dân thơ rụp hiếp tổng áo nó do tôi thơ nâng nóng Camtasia Studio chấn do tôi thơ nâng Camtasia Studio đầm bấy edit chấn môn nâng dân edit nó bán to để dân sale rồi coi dân thơ video bỏ dân ai tới chỉ lạc cả nạ muối để kết hạng ai cho tôi vô bạn chấn à vậy để dân phơi đôi chia bậc phết background ní thì anh miền 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 này thay chia background này vùng miền là sò miền background này anh miền background vậy chơi cứ anh miền background miền tài rú hay chia mùi nâng là sò này chẳng làm bậy phơi cứ dân sêu á nâng sêu á hay lúc nét có ai tam đan video môn môn này nhóm lọt phơi tại tôn chia mùi nâng video ní đây này PNG sêu á chia PNG ok hay tục vị internet ấy ok bạn hay cái nhóm đang thưa feature video mới để mình là cái nào bạn này và này những ảnh hay rồi khác nhóm đang đặt to cho tôi cái file đầm bay xoay rồi rút phim cho tôi cái file đó tiếp để khi nhầm nâng vô màu đã import và thêm nó import và tỏ tiết lửa rụp tiếp khiếm nhầm vô cắt thương đi làm bấy chỗ rùm ok lấy dân bật tỏ bàn chậm nói này video hới nhưng do video này do mà đặt này làm bài scroll cho sẽ lại hái cho control hay scroll màu để cho rồi hái đặt rụp hiệp để dân chọn bàn rụp hiệp để dân chọn bàn edit mở và hay rụp hiệp nịt mùi tiến và hay mở rụp hiệp nịt cam vị thí mùi vị bấy bốn bàm select o nhằm đặt
training run បាទបន្តពីលោកអ្នករៀបចំ insert import media video ឬក៏រូបភាពដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើហើយចូលមកអ្នករៀបចំមកនឹងហើយរួច edit ទៅលើរូបភាពអញ្ចឹង select លើរូបភាពហ្នឹងយើង edit មកហើយមករូបភាពដែលវាអត់ទាន់ពេញលក្ខណៈយើងដាក់មកម្ខាងតែមកសំខាន់រៀបឲ្យបានចំលក្ខណៈដែលយើងចង់បានដូចគ្នាជ័យ1 2 3 4 5 6មានឃើញតែ5ចុងក្រោយ entertainment អូខេ save អាសម្រាប់រូបនេះយកជា JPG ដាក់ចូលទៅក្នុងសក្សេទី6ទី6សេអូខេចូលទៅក្នុងនេះកតា import file ពលសេទី6អូខេយកមកដាក់កន្លែងនេះមកបាទតើពីនេះហើយលោកអ្នកដាក់ transaction ដាក់ transaction ហើយវាចេញពី right ហើយចូល left ពេលវាត្រឡប់ទៅឆ្វេងវិញហើយវារំកិលទៅឆ្វេងពេលត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាយើងទាញវាតូចឲ្យវាទៅឲ្យវារយៈពេលខ្លីតិចកុំឲ្យវែងពេកហើយផែគ្នាប៉ុណ្្នឹងមកសិនមកចាំយើងរៀបតាមក្រោយទៀត edit បាទមើលបាទរូបរត់បាទប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាឲ្យវារត់ពីឆ្វេងឥឡូវដូរត្បូងណាបាទបន្ទាប់ពីនេះឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកប័ណ្ណភ្លេងភ្លេង effect សម្រាប់យកមកដាក់ edit ឲ្យចូលនៅក្នុងហ្នឹងណាឬមើលភ្លេង YouTube sound effect okay template window រំភ្លេងនេះបានភ្លេងមកសាភ្លេងបាទភ្លេងហ្នឹងដើម្បីកាត់លោកអ្នកព្រោះចឹងតើតើនឹងការកាត់វីដេអូបាទដល់នេះកន្លែងនេះអញ្ចឹង select លើវីដេអូហ្នឹងហើយចុច split ឡើយនេះ split ហើយចុច delete នៅលើ keyboard នឹងដាក់ពីដំបូងមកវិញ
nơi thật phlên chẳng lúc nè thật cắt video nâng chanh tiết chẳng cắt phlên nâng chanh tiết đây thật sẽ đạp mơ xùm lên phlên nè để kết thả lúc nè phênh chân nhé ai lọ do bị nịt màu vĩnh split lập khả này cho và này khả này sau phần này xem sập ấy buồn bạn cắt cái lấy này thì tiệt sẵn thank you.
កន្លែងនេះដែរបាទហើយទុកនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំដាក់រូបមួយទៀតណា import ហើយខ្ញុំយកនៅក្នុងmy name បាទត្រង់ my name នេះខ្ញុំ folderCut to, cut to, cut to.